À, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là mình lại giới thiệu cho các bạn món ăn mới. Là hôm nay là món ăn nói chung là cũng rất đặc biệt. Vì hôm nay là cũng là ngày ăn chay nên mà mình để làm một món chay. Giới thiệu cho mọi người món ăn chay này nha. Rất là ngon rồi nha. Đây là món gì nè? Bà thấy món gì chưa? Nóng bốc khói luôn. Đây là món món nấm rơm nè. Nấm rơm hấp xả. Nấm rơm hấp xả gọi là ốc hấp xả đấy mà. Món này rất là ngon nhá mọi người nhá. Món này thì món này hấp cách thủy thì ăn ngon hơn. Món này có xả nè. Bỏ ớt không? Xả với lại nước tương này. Với bột ngọt. Chút đường nữa là được món này à. Món này ăn chay à. Cho mọi người ăn chay nó rất là ngon. Ăn cơm ở nhà mình nha. Mình ăn đơn giản vậy thôi nha. Sống rau rau sống Có chuyện gì muốn nói? Mình gọi đường. Tôi đến, mình muốn nói. Anh đừng có gọi đường.
Bây giờ thì em được không? Có
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Do you want to do it?
xin cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ cho em nha. Và nhấn thêm cái chuông mình nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Khi nào có video thì cái chuông sẽ thông báo cho các anh các chị. Và bây giờ xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.